đó là dù cho làn da của mình nó đang trong cái giai đoạn nào hoặc là loại da nào thì bắt buộc mình cũng phải quan tâm đến cái bước rửa mặt. Yeah. Một điều em muốn hỏi thêm bác sĩ ở đây, rõ ràng mình thấy trên thị trường có rất là nhiều cái xu hướng về chăm sóc da bằng cái máy rửa mặt hiện tại. Vậy thì theo như bác sĩ, cái việc mà chúng ta rửa mặt theo phương pháp truyền thống trước đây có nghĩa là mình dùng bàn tay, và cái việc mình thay thế bằng các thiết bị rửa mặt thì cái hiệu quả cũng như là cái thời gian tác động của nó có cái sự khác biệt gì hay không, và đâu là cái ưu điểm và khuyết điểm của mỗi cái phương pháp trong giai đoạn này? Như tôi nói là cái của mình, quan trọng của mình là khi mà mình rửa mặt thì cái mục tiêu của mình mà làm thứ nhất là làm sạch, nghĩa là lấy đi những cái chất bẩn nó bám trên cái làn da của mình, rồi thậm chí trên da mặt của mình thì nó nhạy cảm hơn chút, là làm sao để nó lấy được một cái số chất bẩn lâu ngày và những cái tế bào sừng đó mà nó chưa bong ra sạch. Đó nghĩa là mình phải làm sạch một chút, nhưng mà sạch với một mức độ vừa phải để không làm tổn thương những tế bào khác. Nếu mà mình làm sạch quá, mình đông làm bong lớp sừng nhiều quá thì nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó trở nên, nó phản ứng bằng cách là nó đỏ hơn, nó khô hơn và nó thô ráp hơn. Do đó là cái khi mà mình, vì mỗi người họ sở hữu một làn da khác nhau, cho đó nó không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Do đó thì các bạn có thể là rửa bằng tay hay rửa bằng những cái dụng cụ khác thì tùy nữa các bạn. Miễn làm sao các bạn phải điều chỉnh cái lực và điều chỉnh cái lượng sử dụng hàng ngày á, làm sao để cho sau khi mà mình rửa xong á, mình cái da mặt mình nó không có bị đỏ, không có bị đau, và đặc biệt là nó không có, mình có cái cảm giác là sạch quá. Có nhiều bạn thì trong quá trình tôi khám bệnh tôi thấy có nhiều bạn là kỳ cọ, kỳ cái da của mình đó, kỳ cái da mặt mình rất là sạch. Thì các bạn ấy nói là sau khi mà kỳ sạch như thế thì cảm thấy là nó thoải mái hơn, là cái da mình nó tươi mát hơn. Đó, như thế. Nhưng mà thực sự những cái đó là cần lưu ý. Như tôi nói ban đầu là cái da của mình luôn luôn nó cần một cái lớp lipid mỏng ở phía ngoài và mình phải dưỡng nó. Và như vậy thì mình rửa mặt một cách mềm mại như thế nào đó, bằng cái gì tôi không biết. Vì cái này là, như tôi nói là mình có thể chọn nhiều cái phương pháp. Biển làm sao sau khi mình rửa mặt xong mình thấy cái da mình sờ mình thấy nó mềm, nó không có căng, không có đau, không, rồi sau đó mình cảm thấy nó không có thô ráp, là như thế là đạt yêu cầu. Như vậy đối với bước rửa mặt thì làm thế nào mình đảm bảo được, thứ nhất là mình phải làm sạch được làn da của mình. Tuy nhiên với một cái lực tác động như thế nào và một cái sản phẩm làm sao đó để phù hợp với cái làn da của mình, ví dụ như là không quá mạnh, không quá chà xát để nó vẫn đảm bảo được cái hàng rào bảo vệ. Tuy nhiên bên cạnh đó nó phải làm sao mà nó đủ mức để có thể làm sạch đi những cái lớp bụi bẩn. Và thậm chí ngày nay chúng ta cũng tiếp cận với các phương pháp make up và trang điểm rất nhiều, cho nên là phải đảm bảo làm sao sạch về cả bụi bẩn mà mình tiếp xúc hàng ngày, cũng như là sạch luôn cả những cái cặn trang điểm cũng như là những cặn bẩn từ sâu bên trong lỗ chân lông. Chính vì thế cho nên là đối với những bộ phương pháp thì chúng ta cũng nên dựa theo những tiêu chí mà bác sĩ Hùng vừa chia sẻ để làm sao mình tìm được những cái phương pháp thật là phù hợp cho mình. Bên cạnh những bước làm sạch cơ bản cũng như là chăm sóc da cơ bản, chúng ta cũng thấy là ngày nay rất là nhiều những phương pháp, rất là nhiều những quy trình. Bản thân em khi tìm hiểu những cái thông tin liên quan đến chăm sóc da cũng cảm thấy rất rối vì rất là nhiều bước. Tuy nhiên là có một số những thiết bị hiện nay chúng ta thấy là nó có thể giúp cải thiện được cái mức độ căng, gọi là mức độ đàn hồi của làn da, hoặc là cải thiện được những cái phần căng cơ cho cái làn da mặt của mình, cũng như là những thiết bị mà nó giúp tăng cường thêm cái việc hấp thu các loại tinh chất. Vậy thì ngoài cái việc là mình sử dụng thiết bị trong các cái bước rửa mặt căn bản thì những cái bước chăm sóc da chuyên sâu, khi mà mình sử dụng thiết bị thì liệu nó có hiệu quả hơn hay là nó có tăng cường cái mức độ hoặc là tốc độ hấp thu so với cái việc là mình dùng trực tiếp bằng tay, hoặc là có những cái phương pháp như là yoga face chẳng hạn, thì nó có gọi là tối ưu hơn hay không? Xin mời bác sĩ chia sẻ. Thì đúng là càng ngày á, người ta càng tìm ra nhiều cái công cụ và phương pháp để nó cải thiện cái dung nhan của mình, cải thiện sắc đẹp của mình và làm cho nó cái mình chăm sóc làn da của mình nó tối ưu hơn, nó tốt hơn. Thì như tôi nói là khi mà mình chăm sóc làn da của mình thì có nhiều vấn đề, ví dụ như bây giờ mình nói về cái chuyện đầu tiên là mình nói cái sự lão hóa, do cái qua lão hóa nó dẫn tới tình trạng là nó giảm cái tổng hợp collagen. Và cái chất lượng của collagen của người lớn tuổi nó không bằng của người trẻ tuổi. Cho nên nó dẫn tới tình trạng là da mặt nó trùng xuống. Rồi nó hơi xệ đi và có nhiều nếp nhăn. Thì có rất là nhiều phương pháp. Người ta có thể là người ta tiêm chất làm đầy.
hoặc là tôi nói ở đây những cái phương pháp mà nói về mặt khoa học người ta đương ấy thôi nha. Còn người ta thấy là có nhiều nghiên cứu cũng đưa ra những cái phương pháp, ví dụ như bây giờ người ta tiêm chất làm đầy để giảm nếp nhăn, hoặc là người ta dùng những cái công cụ máy như là những cái sóng cao tần, hoặc là những cái RF, hoặc là những cái HIFU, EMFU chẳng hạn. Thì đó là người ta dùng những cái dòng điện cao tần để kích thích vào trong cái tạo ra những collagen mới ở trong cái làn da của mình. Khi mà người ta dùng những cái máy đó, người ta áp vô phát ra những cái dòng điện đó, thì những dòng điện nó sẽ qua làn da của mình và nó kích thích, nó tạo ra những cái tổn thương vi điểm ở trong những cái cấu trúc collagen của mình. Và từ cái những tổn thương vi điểm đó thì cơ thể mình nó phản ứng bằng cách là nó tạo ra những cái nó có một quá trình lành thương và nó kích thích, nó tạo ra những collagen mới, và do đó nó dẫn tới tình trạng là mình có một cái hệ collagen mới mà nó mạnh hơn, nó săn chắc hơn, và lúc đó là nó giúp cho mình nâng cơ và nó xóa bớt nếp nhăn. Thì đó là những cái công cụ mà hiện bây giờ và có nhiều nghiên cứu người ta thấy là cũng có là hiệu quả. Dĩ nhiên là nó không phải là 100%, tuy nhiên đó là những nỗ lực của con người mà nó chống lại cái sự lão hóa thì người ta vẫn làm, thì người ta thấy là vẫn có hiệu quả. Rồi còn nếu mà đối với những cái dạng mà những tổn thương sắc tố, hoặc là những đốm nâu, hoặc là những nám má, thì người ta cũng có những loại laser với những bước sóng phù hợp để người ta chiếu những laser đó. Những laser đó sẽ xuyên qua cái da của mình và nó sẽ phá vỡ những cái hạt melanin đã được tích tụ, và nó làm cho những cái da người ta trở nên là nó trắng hơn, nó sáng hơn. Hoặc là người ta có những cái loại IPL hoặc là loại laser khác, nó làm xuyên qua, nó làm phá vỡ những cái mạch máu nhỏ mà gây cho mình tình trạng đỏ da, tình trạng giãn mạch máu, hoặc là những cái đốm đỏ 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 trên mặt do lão hóa. Nghĩa là có rất là cái nhiều cái phương pháp, nhiều cái công cụ, nhiều cái công nghệ hiện nay người ta làm ra để người ta điều chỉnh lại những khiếm khuyết trên cái làn da của mình do quá trình mà nó lão hóa gây ra. Nếu như vậy thì rõ ràng ở đây mình thấy được là con người đang cố gắng phát triển rất nhiều và làm sao đưa ra thật là nhiều những thiết bị, không chỉ là đến với những thẩm mỹ viện, đến bệnh viện, mà thậm chí là ngay cả những cái thiết bị mà chăm sóc da tại nhà thôi thì cũng đang áp dụng vào những công nghệ và thiết bị rất là nhiều để làm sao thứ nhất là chăm sóc da cơ bản, và thứ hai nữa là chăm sóc da chuyên sâu để mình có thêm thật là nhiều thời gian để chăm sóc cho làn da mình càng khỏe càng đẹp hơn. Và trước khi chúng ta chuyển sang